cùng bản tin nóng 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền Long An xin kính chào quý vị. Một tuần trôi qua thật nhanh với rất nhiều những thông tin biến động xoay quanh dịch Covid-19. Nóng 24 giờ đã và đang đồng hành cùng quý vị để kịp thời gửi đến quý vị những thông tin chính xác một cách nhanh nhất. Trước tiên hãy cùng điểm qua những nội dung chính của bản tin hôm nay. Đề nghị điều tra vụ 83 giáo viên dạy lái xe tại một số trung tâm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sử dụng văn bằng giả. Bắt đối tượng dụ dỗ hiếp dâm bé gái 13 tuổi trên ghe chở mía. Chỉ còn 2.000 m2 chưa hoàn thành trên tỉnh lộ 852B, nhưng vì sao kéo dài 2 năm vẫn chưa xong? Cùng đường dây nóng hôm nay tìm hiểu thực hư sự việc. Thưa quý vị, sáng nay Bộ Y tế vừa công bố bệnh nhân COVID-19 thứ 21 là ông NQT, tên đã được chúng tôi viết tắt thưa quý vị, 61 tuổi, ở Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội. Bệnh nhân là người ngồi gần hàng ghế trên chuyến bay với bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 17 mà chúng tôi đã thông tin vào hôm qua. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Cơ quan chức năng đã phun khử khuẩn bằng chloramin B tại khu vực nhà bệnh nhân, thực hiện cách ly y tế đối với 50 người, trong đó tại nơi ở là 9 người, tại bệnh viện 41 người. Còn theo kết quả điều tra dịch tễ, tại nơi làm việc hiện đã xác minh được 24 người, đang tiếp tục xác minh thêm. Trước đó, bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 18 và 19 đã được xác minh là bác ruột và tài xế lái xe riêng của bệnh nhân thứ 17, hiện cũng đã được cách ly và tiến hành điều trị. Liên quan đến đơn tố cáo hàng loạt giáo viên dạy lái xe tại một số trung tâm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh dùng văn bằng chứng chỉ không hợp pháp, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa xác nhận có 54 trên 68 giáo viên vi phạm, đồng thời xác nhận có đến 29 trên 37 giáo viên của trường dạy lái xe Thống Nhất cũng sử dụng văn bằng giả. Hiện sự việc đã được Tổng cục Đường bộ đề nghị chuyển cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra xử lý. Cụ thể, trung tâm dạy nghề lái xe Tiến Phát có 5 người không đủ điều kiện là giáo viên thực hành. Trung tâm dạy nghề lái xe Hiệp Phát có 38 người dùng chứng chỉ giả. Trường dạy nghề Tư Thục Lái xe Thế Giới là có 1 người không đủ điều kiện dạy thực hành lái xe. Còn trường dạy nghề Tư Thục Lái xe Sài Gòn có 10 giáo viên sử dụng văn bằng chứng chỉ giả. 29 giáo viên trường dạy lái xe Thống Nhất cũng bị phát hiện dùng bằng chứng chỉ mua trên mạng. Đặc biệt, Tổng cục Đường bộ Việt Nam xác nhận ông Nguyễn Hoàng Dân, phụ trách nhân sự của trường dạy lái xe Thống Nhất đã tự ý mua 24 giấy xác nhận giả của các cơ sở đào tạo để lập hồ sơ trình lãnh đạo nhà trường ký. Ban giám hiệu nhà trường đã thiếu kiểm tra, giám sát trước khi ký xác nhận danh sách, do đó cần có hình thức kiểm điểm kỷ luật nghiêm khắc cả tập thể và cá nhân liên quan. Tổng cục Đường bộ yêu cầu Sở Giao thông Vận tải thành phố chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe, xử phạt vi phạm hành chính các cơ sở đào tạo lái xe sai quy định, đình chỉ tuyển sinh từ ngày 1 tháng 3, rà soát lại các bài kiểm tra cấp bằng lái có giáo viên dùng bằng giả tham dự, chuyển công an thành phố xử lý các trường hợp mua bán sử dụng bằng giả. Thông tin nóng tiếp theo sau đây chúng tôi chuẩn bị gửi đến quý vị là một thông tin rất đáng cảnh giác cho quý phụ huynh có bé gái đang ở độ tuổi vị thành niên. Hầu hết các bé gái ở vùng nông thôn trong độ tuổi này thì thường rất là dễ bị dụ dỗ và tin theo những cái lời đường mật của những tên sở khanh để rồi đánh mất đi niềm hạnh phúc tuổi xuân. Theo nhiều chuyên gia tâm lý, đây chính là thời điểm vàng để cha mẹ có thể gần gũi giúp con vượt qua được những cám dỗ vấp ngã đầu đời. Và bây giờ sẽ là thông tin về một bé gái 13 tuổi đã bị dụ dỗ hiếp dâm vừa xảy ra tại tỉnh Trà Vinh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Thạch Ngọc Sang, 32 tuổi, ngụ ấp 7 Xào Giữa, xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, do có hành vi hiếp dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Theo lời khai ban đầu của Sang, vào khoảng 14 giờ ngày 28 tháng 2 năm 2020, Sang neo đậu ghe chở mía gần nhà máy sản xuất đường ở xã Lương Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, thì MM sinh ngày 15 tháng 5 năm 2006, ngụ huyện Trà Cú cùng một bạn nữ lên ghe của Sang ngồi chơi. Trong thời gian trò chuyện, Sang nảy sinh ý định quan hệ tình dục với MM nên tổ chức cho MM và bạn cùng uống rượu. Khi thấy MM và bạn có dấu hiệu say, Sang điều khiển ghe ra xa bờ và tiếp tục uống rượu. Đến tối, MM cùng bạn ngủ trên ghe của Sang. Khoảng 21 giờ cùng ngày, Sang chủ động quan hệ tình dục với MM trên ghe và sau đó tiếp tục quan hệ nhiều lần trong đêm. Đến khoảng 7 giờ sáng hôm sau, MM cùng bạn được Sang đưa vào bờ để tự về nhà. Phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người thân MM đã trình báo cơ quan công an. Tại cơ quan công an, Thạch Ngọc Sang đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục làm rõ xử lý theo quy định. Liên quan đến sự việc truy tìm đối tượng đã xả nhiều phát súng tại nhà hai người dân ở Đồng Nai, sau khi lực lượng công an vận động, hiện đối tượng này đã ra đầu thú. Hành vi tàn trữ và sử dụng vũ khí trái phép của đối tượng này chắc chắn sẽ phải chịu hình phạt của luật pháp. Tuy nhiên, nguyên do vì sao đối tượng lại có hành vi điên cuồng như thế, sau đây là lời khai của đối tượng tại cơ quan công an.
Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Hồng Ân, 37 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh khai nhận, đầu tháng 1 năm 2020, có đứng ra bảo kê cho Nguyễn Văn Quang, 40 tuổi, ngụ phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, vay số tiền 100 triệu đồng của một người tên Tây, biệt danh là bé lớn tại địa phương, và phải trả trong một tháng. Tuy nhiên, hết thời hạn, Quang đã không trả tiền, nên bé lớn tìm Ân để đòi tiền. Sau đó, Ân đã đưa trước cho bé lớn số tiền là 50 triệu đồng, rồi nhiều lần Ân yêu cầu Quang trả tiền nhưng Quang chây ì. Sau đó bé lớn đăng hình ảnh Ân lên mạng Facebook với nội dung Ân quỵt tiền của mình. Do bực tức nên khoảng 22 giờ tối ngày 6 tháng 3, Ân điều khiển xe ô tô mang theo một khẩu súng kiểu dáng K-59 và 16 viên đạn đến nhà của Quang tại khu phố Tân Cang, phường Phước Tân, gọi cửa lớn tiếng đe dọa và bắn 5 phát lên trời rồi lên xe bỏ đi. Sau đó Ân tiếp tục đến nhà bé lớn tại khu phố Tân Lập, phường Phước Tân, cầm súng đứng ngoài cửa cổng bắn tiếp 11 viên đạn còn lại vào nhà bé lớn rồi lên xe bỏ trốn. Hiện công an đã thu giữ khẩu súng và 16 vỏ đạn do Ân bắn ra. Quý vị đang cùng chúng tôi đến với chuyên mục Đường dây nóng, nơi phản ánh những vấn đề bất cập, những vướng mắc đã và đang tồn đọng tại các địa phương đồng bằng sông Cửu Long. Và chuyên mục hôm nay sẽ là những vấn đề tại tỉnh Đồng Tháp. Đầu tiên, quý vị hãy cùng chúng tôi đến với những nỗi lo lắng bức xúc của nhiều hộ dân ở xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp hiện đang phải sống chung với ô nhiễm do khói bụi từ nhà máy xay xát lúa gạo ngay sau đây. Đây là nhà của ông Trần Điền Thuấn ở ấp Tân Mỹ, huyện Lai Vung. Một ngày ba lần, những người trong gia đình phải dành thời gian để lau quét nhà cửa, thế nhưng vẫn đóng đầy bụi bẩn do ở cạnh nhà máy xay xát từ hẳn. Nhà tôi bây giờ nó bụi bặm từ nhà bàn thờ rồi tới chỗ ngủ rồi tới mà vườn cây ăn trái rồi nó ảnh hưởng ngủ nghe rồi không được, vườn cây ăn trái nó bị thất thoát mà trên nhiều phương diện bệnh hoạn. Còn đây là khu vực phía sau nhà máy, lá cây đã chuyển sang một màu xám xịt, cây cối còn không chịu nổi, huống chi con người. Với những em bé như đứa con 2 tháng tuổi của anh Lên Văn Thon, sống trong môi trường dày đặc khói bụi suốt ngày đêm như nơi này là điều cực kỳ nguy hại. Con của tôi được 2 tháng 20 ngày, thì cái thời điểm trước thì nó bị kích ứng về da, là bị dị ứng da là nổi mẩn đỏ ở nguyên cái mông của bé. Trong cái quá trình mà phơi quần áo thì bụi rất là dữ, bụi rất là nhiều dính quần áo, do vậy là gây ngứa cho em bé cũng như là cho cả nhà luôn. Nhà máy xây xát Tư Hẳn trước đây từng bị Ủy ban Nhân dân xã Tân Hòa phối hợp với ngành chức năng huyện Lai Vung kiểm tra nhắc nhở. Hiện cơ sở đã trang bị hệ thống phun sương để hạn chế bụi, nhưng chỉ hoạt động cầm chừng. Tiếp tục kết hợp với cơ quan chức năng cấp trên để mà kiểm tra. Địa phương sẽ đề xuất ngành chức năng cấp trên tham mưu Ủy ban huyện để xử lý theo quy định của pháp luật. Chúng tôi thiết nghĩ hoạt động của nhà máy xay xát trong thời điểm đang vào thu hoạch lúa, công suất nhiều hơn bình thường là chuyện dễ hiểu. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ những người dân xung quanh đang phải chịu ảnh hưởng từ khói bụi của nhà máy như phóng sự phản ánh vừa rồi là một bất cập. Hy vọng vấn đề sẽ sớm được chấn chỉnh để góp phần đưa xã Tân Hòa tiến lên đạt chuẩn nông thôn mới. Còn đây là tuyến tỉnh lộ 852B, đoạn qua địa bàn huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Đáng ra là đã phải hoàn thiện thi công từ năm 2018, nhưng hiện nay vẫn còn khoảng 2.000m2, đoạn qua ấp Bình Hiệp B, xã Bình Thạnh Trung vẫn chưa được láng nhựa, cũng chỉ vì những tranh chấp quyền lợi. Mời quý vị cùng tiếp tục tìm hiểu thực hư với đường dây nóng. Cùng một đoạn đường nhưng một bên trơn láng, bên còn lại thì đầy sỏi đá. Không chỉ một mà trên tuyến tỉnh lộ DT852B, đoạn qua ấp Bình Hiệp B, xã Bình Thạnh, có đến 4 chỗ cùng chung một hiện trạng như thế. Tai nạn nhiều quá thì thí dụ bên Thuận mình không chạy, bên Thuận thì nó bị đá, nó hơi lồ gồ. Rồi chạy qua bên mặt thì chiếc chạy lên với chạy xuống, thì hai chiếc đụng nhau. Mà tự té thì có đường cũng như là mình đi lâu đi vậy đó, mình mới đi lần đầu vậy đó. Thì cũng tự té hoài, không tới thì cũng té hoài. Nó tôi đi lại ông bà mà tôi đường này mới đi. Rồi tự té giấc bao giờ sáng là cũng té thường hoài vậy ha. Theo chủ đầu tư là Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp, nguyên nhân của tình trạng này là do trước đó khi thi công tuyến đường đã xảy ra hiện tượng làm nứt nhà của 8 hộ dân sống tại đây. Khi đó, đơn vị thi công đã thực hiện bồi thường cho các hộ này. Tuy nhiên, có 3 hộ không đồng ý mức giá bồi thường. Sau đó, qua vận động, có 2 hộ đã đồng ý để công trình tiếp tục thi công. Nứt bồi thường tôi có 5 triệu, tôi làm không đủ tiền, tôi không lấy, rồi sao bụi quá tôi lấy, mà tới giờ không có làm được lộ, cho người ta chạy, người ta té hoài. Tôi thấy bụi quá, tôi cũng chấp nhận. Thấy cho nó cũng không có nhiều thôi, nhận để cho làm cái sông lộ, giống như là đây là giống như là cái đường chung của xã hội, mình đâu có làm cho đó cho nó thông thương này kia, đường xá nó sạch sẽ cho người dân lưu đi tới nó được thoải mái.
nhưng mà trong khi nhận rồi thì cũng còn số chưa nhận thì coi như cái lỗ thì cũng chưa hoàn thành được. Như vậy cho đến nay chỉ còn có một hộ chưa chịu nhận tiền bồi thường vì cảm thấy chưa thỏa đáng. Chính vì thế tuyến tỉnh lộ DT852B vẫn còn phải chịu dằn dở. Cái giá bồi thường 19 triệu mấy này không có đủ sửa nhà. Là tất nhiên là kêu phải là sửa nhà chứ khỏi lấy tiền. Mà mấy ổng không sửa, bỏ luôn mấy năm nay hử bụi, gạch tường đổ bể tùm lum hết trơn luôn. Cái này thì chắc cũng nhờ địa phương tức là vận động tiếp. Để khi mà có được cái hộ này người ta cho phép thì khả năng là mình sẽ triển khai thi công tiếp. Đường tỉnh 852B là huyết mạch nối các huyện phía nam trong tiền của tỉnh Đồng Tháp. Trong đó đoạn qua địa phận huyện Lấp Vò có chiều dài 11,5 km đã hoàn thiện từ năm 2018. Tuy nhiên dẫu là đường mới nhưng người dân địa phương thì vẫn chưa vui chỉ vì 2.000 mét tại điểm cuối của đoạn đường chẳng biết đến khi nào mới được hoàn thành. Thưa quý vị, chỉ còn 2.000 mét đường chưa được thi công nữa thôi là tuyến lộ 852B sẽ được thông suốt an toàn. Thế nên hy vọng là chính quyền địa phương, các bên liên quan sớm cùng nhau có tiếng nói chung để niềm vui đến với người dân nơi đây. Một lần nữa, đường dây nóng của chúng tôi mong muốn đem đến nhiều điều tích cực, ý nghĩa hơn nữa cho quý bà con vùng đồng bằng sông Cửu Long. Xin nhắc lại, quý vị có thể gọi trực tiếp hoặc kết nối Zalo cho chương trình theo số điện thoại 0971225053.